Bây giờ mình sẽ làm bài test.
ông làm xe máy thô sơ về học luật giao thông lại nha. Chạy xe kiểu đó mà biểu người ta gọi là bác tài thì làm sao gọi được, người ta kêu là thằng tài xế, thằng lái xe là đúng hợp lý luôn rồi. Chạy xe nên học luật lại đi. Thank you.
em đi. Anh đừng muốn khách. Gọi cho mẹ em đi, xem mẹ em anh ơi. Gọi cho mẹ em đi. Em không. Thôi không được, gọi cho mẹ em được. Em gọi cho mẹ anh. Ôi giời, đi chơi gọi mách mẹ mình. Sao đối là gọi cho mẹ em đấy. Anh nhìn lên. Thôi gọi. Không. Thôi xin lỗi. Nghe không gọi đâu, gọi nữa. Không. Thôi được, gọi cho mẹ mà. Mẹ. Mẹ ơi, Linh bảo con là chó. Mẹ bảo là đổ cơm cho chó ăn thì cũng như cho con ăn. Ôi ôi, ai bảo ai. Hôm nay là mẹ của con cháu mình đi dạo phố nha mọi người. Mình đố mọi người biết mẹ mình là ai nè. Oh, hello everybody. Hello. Ủa, mẹ có cho đàm con kêu ba của cho mẹ đi. Để con kêu ba của cho mẹ nghe con. Nhân viên nhà bố mày đẹp thế này mà đi mày cả chúng mày.